À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính của Kính Xưa. Ngày hôm nay có giới thiệu với bác đó là cái kính đúc bồ la mi. Con này là không có mắt nhé, con này nó về là không có mắt này. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhà em ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, số điện thoại là 091 6566 826 cũng là số điện thoại Zalo. Bác cả tỉnh xa hết sức yên tâm, em giới thiệu phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay tàu hỏa. À, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp ví gửi phương tiện đó, thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày. À, chậm là 3 4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Đúc bồ la mi này rất mới rất đẹp nhé, nguyên zin toàn bộ, độ mới cực cao. À, cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông logo hãng ngày xưa, chui ve còn trắng muốt, trắng tinh trắng tinh, nguyên zin. Càng trái càng phải đều có số là 140. Đấy, rất là rõ ràng nhé, càng trái càng phải đều có số 140. Trái phải như nhau, đây mở ra xem. 140 chuôi ve trắng mướt trắng tinh. Cái này bác nào mua về hay có thể thay mắt cận thị này, lão thị, viễn thị để được, bởi vì đây nó là cái trước đây nó là cái mắt lão đấy, nó bỏ ra rồi, bỏ ra để em đeo này thì nó dễ này, chứ còn nếu vì mắt em là mắt 10/10 không số, khi em đeo lên này để các bác có thể hình dung ra đấy, phải tưởng tượng ra được là khi bác mua về thay cái mắt cận thị, lão thị, viễn thị. Về giá thì cực kỳ êm ái, như con này có giá là 4.400.000 hay gọi là 4.400k, giá là 4.400.000 hay gọi là 4.400k. Sản phẩm bán ra thì luôn luôn được bao trách bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, bác yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Về hình thức mua bán, bác là chuyển khoản ba ship. Về thời gian bán hàng từ 7 giờ sáng đến 23 giờ. Cũng như từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối tất cả ngày tuần, không ngày nào kể cả ngày lễ Tết, với điều kiện bác điện thoại cho em tránh tình trạng nhân sự quán gửi hàng giao lưu đồ hồ sơ, và đặc biệt đây là đi thẩm định giá đồ hồ sơ cho tất cả anh em và người dân. Hình thức mua bán rất là đơn giản nhé, đó là chuyển khoản qua ship, đó là chuyển ship quốc thì vui lòng là cọc 100k. Đó, thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đến 11 giờ tối với điều kiện về điện thoại trước. Vì nhiều bác đến là xuất quá thì em đi vắng gửi hàng đó, rồi đi có những công việc riêng thì bác điện thoại trước em liên tiếp đón từ xa tại ngõ 390 đường Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội. Lắng nghe, thấu hiểu, tư vấn, cố vấn chuyên sâu ở tất cả đồ cổ đồ xưa, đó là cái giá trị cực kỳ lớn mà khi bác đến với em nơi mua bán đồ cổ đồ xưa lâu năm, thường uy tín 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm đã khẳng định giá trị thương hiệu rồi, thì các bác cực kỳ yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Hình thức mua bán, thời gian bán hàng, giá là 4.400.000 hay gọi là 4.400k, rất mới rất đẹp, nhưng nguyên zin nhá, độ mới cực cao nhá. Đấy, các bác mua đâu mua thì bác nên lựa chọn nó bán lâu năm, thường uy tín thì cực kỳ yên tâm, đảm bảo pháp nhân pháp lý. Chứ còn ngày nay nhiều đối tượng xấu bán qua các trang mạng xã hội, trang thương mại điện tử là không địa chỉ không loại đâu, có địa chỉ như địa chỉ mai, địa chỉ nơi, nhà nơi, số điện thoại, toàn xin khuyến mại, xin nhắc, đặc biệt là đuôi 38 nhá, lừa rất nhiều người bán kính dởm, kính giả, kính nhái. Rồi là thứ hai là có một số kênh khác làm lên liền lúc 15, 20 cái, rồi là 30 cái, rồi cả đồng lao tanh thế. Thì được có vài cái thật, còn lại toàn dởm giả nhá, đụt tùm lum, rất nhiều anh em bị dính. Đấy, chẳng hạn như đây là cái đúc bồ la mi của em đây, 4.400.000. Tại sao một cái như thế này mà vàng đúc một đòi là 3 triệu mấy 4 triệu, làm gì có giá đó. Thế là nhiều anh em bị dính, thế là nếu mà mình không cảnh giác cao độ thì sẽ bị dính trong cái chiều tròn của nó. Đấy, đừng nhìn vào cái lượng follow, lượng view, lượng lớn của cái trang, cái kênh đấy mà là có cái sự uy tín đâu, không phải đâu. Cũng đừng nhìn vào cái số điện thoại tam quý tứ quý đâu, số tứ quý 5, 32, 36, 39 cũng thế thôi, amateur, rồi là tứ quý 3. Cho nên là bác nào mà không cảnh giác có độ là dính. Em khi mà em đi thẩm định giá thì rất nhiều người bắt đầu mới ngớ người ra, bởi vì khi nó chặn số, chặn Zalo rồi, đúng không ạ? Đặc biệt là kính cơn thì nhiều anh em bị dính lắm. Vâng, một lần nữa rất cảm ơn bác dành thời gian xem video của em, nó vừa dài vừa thô. Bác nào mà chưa kênh của em thì nút đăng ký kênh và đỏ có phải bên dưới video, cũng bật được quả chuông để mỗi khi lên kênh thì YouTube sẽ gửi tin nhắn rất nhanh cho số điện thoại bác, vì ngày nào hàng ngày video. Xin chào.